em xin chào các bác em ở bên lương âm thanh lương audio số điện thoại của bên em là 0988646683 à, thì thưa các bác đây là một cái video mà test hàng trước khi mà gửi đi cho khách hàng à, thì cái đơn hàng hôm nay là gửi cho anh Ngọc ở bên uh, uh, xóm phố thôn Hạ Thái bên uh, uh, Thường Tín à, Hà Nội các bác nhé thì uh, bác ấy có đặt lấy ở bên em là một cái cục mà uh, cục súp bát 30 súp điện bát 30 hàng chính hãng đến từ thương hiệu là GD Audio hôm nay thì bên em sẽ có 3 ba bốn đơn cái loa súp này thì trước tiên đó là cái loa gửi cho cái anh anh Ngọc này thì thưa các bác là với những cái dòng mà súp điện của GD thì bán rất là chạy hàng nếu mà các bác theo dõi kênh của em thì các bác thấy là liên tục các bác khách hàng đặt hàng đơn loa súp thì súp GD bên em thì có cái dòng súp điện bát 30 và súp điện bát 40 mươi À, và thưa các bác là khi mà chúng ta sử dụng ở gia đình thì tùy vào mặt sàn cũng như là tùy vào cái mục tiêu sử dụng cũng như là sở thích âm thanh thì các bác sẽ lựa chọn là bát 30 hay bát 40 Thì với dòng bát 30 thì các bác sẽ sử dụng ở cái diện tích mặt sàn độ khoảng 25 m vuông Và cái nữa là với những cái bác mà thích nghe nhạc bolero nhạc nhẹ nhàng thì các bác lên sử dụng những cái bát 30 để chúng ta sẽ có một cái hiệu quả âm thanh tiếng bát nó là mềm nhất à, Tiếng bát nó là sâu nhất và cái bác nào mà muốn nghe nhạc mạnh, nhạc uy lực hoặc là mặt sàn rộng Thì các bác lên lựa chọn cái lào dòng súp điện bát 40 à, Và với hãng GD Audio là một cái thương hiệu Thương hiệu ở bên Trung Quốc các bác nhé Đây là hàng thương hiệu ở bên Trung Quốc, là hàng tiêu thụ nội địa ở bên Trung Quốc Và nhập khẩu về Việt Nam thì với hàng gd audio nó là một cái hàng chính hãng hàng chính hãng và sản xuất tại trung quốc thành ra chúng ta sẽ có một cái giá thành rất là hợp lý và cái tiêu chuẩn hàng chính hãng thì dùng rất là ok à, những cái bác mà theo dõi cái kênh của em thì các bác thấy là cái gd này thì không những là có loa mà còn có rất nhiều những cái mà hàng mặt hàng điện tử khác được phục vụ các bác trong cái lĩnh vực mà âm thanh hát karaoke và bây giờ thì em sẽ đưa cái sản phẩm chính ra và em giới thiệu cho các bác hàng nguyên đai nguyên kiện các bác nhé. À, thì thưa các bác là bên em là bên đại lý phân phối của một số hãng và bên em thì chuyên cung cấp cho các bác những cái sản phẩm, những cái thiết bị mà phục vụ âm thanh hát karaoke à, với rất nhiều những cái mô đen hàng khác nhau. À, các bác thấy đây là những cái dòng, đây là cái loa sub kép 350 này, loa full này, đây là những cái dòng cục đẩy công suất này, hai à, kênh, ba kênh này, bốn à, kênh này. À, tiếp đến đây là những cái dòng vang cơ, vang số, mic không dây, thiết bị quản lý nguồn này. Ở đây cũng vậy là những cái hệ thống mà màn karaoke, đầu màn karaoke này Tiếp đến đây tiếp là những cái hệ thống mà đầu màn karaoke của rất nhiều những cái hãng khác nhau Và đây là những cái dòng vang cơ, vang số, mic không dây, thiết bị quản lý nguồn Và đây là những cái dòng mà loa full rồi loa súp Rất nhiều những cái mô đen hàng để phục vụ các bác trong cái lĩnh vực mà âm thanh hát karaoke Đây cái sản phẩm chính thì em đã đưa ra ngoài đây Chúng mình đặt lên cân luôn nhé À, thì thưa các bác là ở đây thì các bác thấy là bên em ở đây còn còn có rất là nhiều những cái mã hàng khác nữa đây là những cái dòng mà loa full bát 30 bát 40 này dòng súp kép rồi cái bàn mixer này đó à, đây là hệ thống mà đầu màn chọn bài và kho hàng ở bên em ngoài này thì còn có rất nhiều những cái mã hàng khác nữa để phục vụ các bác trong cái lĩnh vực mà âm thanh hát karaoke à, thì các bác là quay lại cái vấn đề là đó là cái loa súp điện bát 30 hàng chính hãng đến từ thương hiệu là GD Audio. À, thì với cái loa bát 30 này thì nó sẽ có hai cái phiên bản à, bên em thì thường qua bán hai phiên bản à, thứ nhất là phiên bản à, cái lưới ê căng ở trước là nó là lưới um, vải dù à, vải dù và cái phiên bản thứ hai đây là cái phiên bản mà lưới ê căng ở phía trước là ở đây thì nó sẽ có hai lớp thứ nhất là lớp kim loại ngoài cùng và sau là cái lớp vải dù thì với hai cái lớp này thì nó sẽ bảo vệ cái màng loa ở bên trong và cái lớp vải dù nữa thì nó sẽ ngăn bụi bẩn cũng như là côn trùng nó chui vào bên uh, trong uh, loa và cái hay nữa là với cái con bát 30 mươi này ấy, thì với cái 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 thiết kế cái lỗ thông hơi thì nó làm sau cái phía trước nhưng mà nó làm sau cái lớp lớp e căng này ấy. thì nó hay là ở cái chỗ là ở cái thị trường việt nam chúng ta thì nó hay bị cái vấn đề là chuột với côn trùng ấy thì nhợ sợ nhất là chuột thì với cái lỗ thông hơi mà nó làm sau ở phía cái cái ê căng này thì nó bảo vệ là cái lỗ thông hơi đấy nó không bị chuột nó chui vào nó cắn dây loa cũng như là cái mạch điện ở bên trong thì nó rất là an toàn trong khi chúng ta sử dụng ở à đây thì em sẽ quay qua một lượt thì với hàng chính hãng của GD Audio thì người ta làm rất là cẩn thận, trau chuốt từng những cái tì, uh, chi tiết rất là nhỏ. ở à đầu tiên là các bác sẽ quan sát đó là toàn bộ là màu đen, màu đen ở uh, phần gỗ, phần mộc ở đây thì uh, uh, nhà hãng người ta sẽ sơn một lớp sơn sần rất là dày, uh, rất là dày và các bác sẽ nhìn những cái góc cạnh về phần mộc đây thì người ta làm nó rất là cẩn thận. đây các bác sẽ nhìn cái phần mộc rất là cẩn thận, rất là trau chuốt luôn và cái lớp sơn sần rất là dày dặn à, và ở đây cái phần gỗ phần mộc thì các bác thấy quan ở can sát ở đây là có hai cái tai hai bên thì các bác thấy cái phần gỗ này nó rất là dày có nghĩa là cái thùng gỗ này nó rất là dày dặn các bác nhé ốc ở đây thì toàn bộ là sử dụng bằng ốc chống dỉ ốc chống dỉ sử dụng nó rất là bền mặt trước ở đây chúng ta sẽ có cái logo của GD Audio ở đây là cái tem mát của GD Audio này đó, và chúng ta sẽ thấy thấp thoáng ở bên trong đó là cái bát à, 30 cái loa bát 30 ở bên trong thứ à, thưa các bác đây là một cái video test hàng thôi thành ra là em sẽ làm nó rất là nhanh Đấy, còn có những cái video mà em đã làm giới thiệu rất là sâu rất là chi tiết về cái dòng sản phẩm này có nghĩa là tháo hết cả cái phần bát loa ra thùng loa ra và mạch điện ra để các bác xem cái cấu kết ở bên trong đấy các bác là quan tâm thì các bác sẽ ấn vào cái phần đường link em sẽ uh, ghim cái đường link video đó ở phần về trên của cái video này các bác cần quan tâm sâu hơn kỹ hơn thì các bác sẽ tích vào đấy để các bác xem chi tiết hơn còn cái trong cái video này thì em chỉ uh, giới thiệu sơ qua thôi đó uh, và phần phía sau thì con này nó là súp điện thành ra là sẽ có cái phần mạch điện thì với dòng xúc điện thì các bác sử dụng nó rất là đơn giản các bác chỉ cùng cần cung cấp cái nguồn điện ở đây là chúng ta sẽ có cái ổ điện nguồn này ổ điện nguồn cung cấp vào sau đó thì chúng ta sẽ cung cấp cái nguồn tín hiệu nhạc vào là chúng ta sử dụng được ngay và đường tín hiệu nhạc có con này cũng rất là hay ở cái chỗ là các bác cung cấp bất kỳ một cái nguồn nhạc là cũng được nguồn nhạc đã qua cắt cốt hoặc là chưa qua cắt cốt đều được để cắm ở đây các bác có thể là có hai sự lựa chọn đường tín hiệu vào một là các bác sử dụng cái jack rac này À, gọi là rắc hoa sen đó hoặc là các bác có sử dụng cái rắc ca ở đây Đấy, có hai sự lựa chọn cho các bác để đường tín hiệu vào và ở trên cái hệ thống này thì nó sẽ có cái cái dây này có dây màu trắng và dây màu đỏ có một lỗ màu trắng một lỗ màu đỏ thì các bác cắm cắm thế nào cũng được cắm, cắm đúng màu cũng được mà sai màu cũng được vì nó chỉ là loa trái và loa phải thôi và cái loa súp này thì nó chỉ chiết xuất cái đường tín hiệu bát thôi các bác cắm nào cũng ok ở đây chúng ta sẽ có hai cái chiếc áp một cái ở phần bên dưới này là cái chỉnh cái về cái tần số cắt bát tần số cắt bát các bác nhá đấy tần số cắt bát và thứ hai nữa ở cái trên này là cái âm lượng của loa bát âm lượng của loa bát và đây là cái công tắc để các bác chuyển pha đảo pha thì với cái bát loa đây ạ, em sẽ quay vào cái bát loa này đây. đây ví dụ như cái bát loa cái màng loa của chúng ta sẽ có hai pha thứ nhất là cái pha mà đẩy cái màng loa nó ra ngoài và thứ hai nữa là hút cái màng loa vào trong thì cái 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 công tắc đảo pha này nó có nhiệm vụ là đảo giữa cái pha đẩy ra và hút vào để sao mà cái pha của cái loa này cái pha của cái loa loa sút này này nó trùng pha với những cái pha loa còn lại của chúng ta ví dụ như cái loa phun này đấy thì hai cái loa nó trùng pha với nhau nó cùng đẩy ra và cùng hút vào thì lúc đó thì nó sẽ có cái hiện tượng là cộng hưởng âm thanh nó cùng pha đồng pha với nhau thì nó cộng hưởng âm thanh thì cái âm thanh ở phòng hát của chúng ta nó nghe nó là hay nhất ok nhất các bác nhé thì đấy là cái là là cái, cái 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 nhiệm vụ của cái công tắc đảo pha như này đó và hai cái áp đây ở đây thì chúng ta sẽ có kèm cái, cái tem 3 d trình uh, hàng chính hãng của gd audio ở đây chúng ta có, có cái cái công tắc nguồn chính và cả cái bên mạch này thì được cố định ở trên cái thùng gỗ này bởi rất nhiều những cái con ốc lục giác ở đây Các bác sẽ nhìn rất nhiều những con ốc lục giác bắt rất là chắc chắn và ở đây thì có rất nhiều những cái khe nhôm tản nhiệt các bác nhé Đây là rất nhiều những cái khe nhôm tản nhiệt Thì với những cái khe nhôm tản nhiệt này thì nó sẽ làm mát rất là nhanh với cái bo mạch công suất ở bên trong Và cái bo mạch này, cả cái bo mạch này thì nó sẽ làm ở trong một cái hộp riêng các bác nhé Có nghĩa là cái thùng loa là một cái thùng chính Sau đó thì lại có một cái thùng phụ nữa là cái hộp phụ nữa là cái hộp nó sẽ chứa cái phần mạch công suất này thì với hai cái thùng đấy thì nó sẽ rất là bền cho cái mạch điện tử đó, nó không bị ảnh hưởng bởi cái áp lực bởi cái hơi của cái bát loa phần phía trước đó thì đây là cái phần, phần mạch này nó sẽ làm riêng đấy, và em đã có rất nhiều những cái video là tháo hẳn ra để các bác biết quan sát rồi thì trong cái video này thì em xin phép các bác này sẽ không tháo vì là chỉ test hàng và gửi đi cho khách hàng thôi ở đây thì cũng có bác grab ở đây bác đang chờ đây rồi À, và phần ở đây thì cái này cái phần mà chân cao su tiếp xúc với mặt sàn thì nó sẽ bốn góc nó sẽ có bốn cái chân cao su này tiếp xúc với mặt sàn. Thứ nhất là giảm chấn với thứ hai là chống uh, dê, dê, dê dích Thì khi mà loa cái này nó chạy thì cái áp lực của loa nó rất là mạnh và khi mà nó chạy thì nó sẽ có độ rung. Độ rung và khi mà không có cái này thì có thể là cái loa nó sẽ di chuyển cái 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 cái, cái loa nó rung nó nó di chuyển. Đó thì nó cái này nó vừa chống rung và thứ hai là nó chống cái, cái loa nó di chuyển nó cố định ở một chỗ các bác nhé ở đây thì em sẽ cung cấp cái nguồn điện và em sẽ bật thử cho các bác và trong cái bài test này thì thực ra thì nó chỉ là một cái bài test bình thường thôi vì là thu bằng điện thoại thì cái giải siêu trầm này thu rất là khó nhưng mà đối với những cái dòng loa của gd này thì âm thanh nó rất là ok tiếng bát rất là sâu và rất là lực Đấy, các bác sẽ thấy là bên em thì liên tục với cái dòng sản phẩm này thì bán nó rất là chạy hàng à, vì là có một số những cái bác mà mua một cái về sau đó sử dụng ở gia đình sử dụng gia đình sau đó thì bạn bè cũng như là người thân người nhà đến nhà nghe nhạc hát karaoke okay. và cảm thấy là cái sản phẩm là âm thanh nó hay và giá thành nó hợp lý thì sau đó thì khách hàng lại nhờ bên em lấy hộ cho bạn bè đấy thì với cái dòng sản phẩm này thì bán rất là chạy các bác nhé và giá thành thì rất là ok và đặc biệt là với GD Audio là một cái thương hiệu uh, âm thanh uh, có thương hiệu ở trên thị trường Trung Quốc À, cũng như là tại khi mà xuất sang thị trường Việt Nam thì người dùng đánh giá rất là cao về cái dòng sản phẩm của GD và bây giờ thì em sẽ đưa cái phần âm thanh lên và các bác chú ý là ở đây thì em thu bằng điện thoại thì nó chỉ phô diễn một phần rất là nhỏ cái âm thanh thực tế thôi còn âm thanh thực tế thì rất là ok rất là hay các bác nhé ở đây em sẽ đưa cái phần âm thanh lên ở đây thì tất cả những cái chiếc áp này đầu tiên em để ở hướng là uh, trung bình thôi không không chỉnh cái gì lên nhiều mà chỉ để ở hướng 12 giờ trung bình thôi và em sẽ cấp nhạc vào ở đây cấp nhạc thì em sẽ lấy một cái cái con vang em cấp nhạc vào các bác có thể là phát nhạc từ âm ly hoặc là nói chung là bất kỳ một thiết bị gì vì cái con này nó là xúc điện thành ra là cái đường tín hiệu vào thì các bác cấp thế nào nó cũng lên thôi rất là ok ở đây em sẽ đưa nhạc lên ạ các bác sẽ nghe cái tiếng bát của nó rất là lực rất là sâu và dễ tiếng nó hay rất hay các bác nhé em tháo cái phần này căng ra là các bác sẽ quan sát cái màng loa thì ở đây thì quay bằng âm thanh là thì phổ uh, diễn rất là nhỏ thôi. Thì mà các bác sẽ quan sát rồi em cái màng loa các bác nhé à, áp lực rất là mạnh luôn các bạn ạ thì rất là khỏe luôn thì thưa các bác là áp lực của loa rất là khỏe luôn và các bác sẽ quan sát của em là cái màng loa nó đưa ra đưa vào thì cái cái, cái khẩu độ đưa vào đưa vào thì các bác biết được là cái áp lực loa cái công suất loa nó rất là ok và các bác sẽ vừa rồi quan sát là em đưa cái tờ giấy vào cái miệng thông hơi này thì các bác thấy là cái lỗ hơi này là cái lỗ mà nó đưa cái luồng khí khi mà loa nó sử dụng thì các bác thấy nó giật cái tờ giấy rất là mạnh thì các bác biết được cái luồng khí mà đưa ra đưa vào cái lỗ thông hơi À, rất là khỏe thì từ đó là cái công suất của loa rất là ok và tiếng rất là rất là đã và các bác lưu ý hộ em là cái âm thanh thực tế ở đây khi mà em đứng gần loa đây thì cái quần áo của em cũng như là cái cơ thể của em thì nó sẽ rung theo cái nhịp điệu của âm thanh Đấy, nghe rất là đã rất là phê luôn à, và các bác lưu ý là quay bằng điện thoại thì nó sẽ bị hạn chế ở cái chỗ là nhiều khi mà quay bằng điện thoại mà chúng ta lại đưa cái điện thoại gần loa mà loa mà bật cái công suất lớn lên thì cái điện thoại là thì nó có cái ngưỡng cái mic của điện thoại này thì kiểu có ngưỡng ngưỡng thu riêng nếu mà chúng ta bật to quá ngưỡng thì nó sẽ dây gây lên cái hiện tượng là bị rè ở điện thoại khi quay là bị rè nhưng mà cái âm thanh thực tế nó không bị rè thế nào mà chỉ là do cái ngưỡng thu của điện thoại nó bị hạn chế mà khi mà chúng bật bật to đặc biệt là với những cái dòng loa súp này thì áp lực nó rất là mạnh các bác hình dung là đối với những cái dòng mà cái loa súp này khi mà chúng ta lắp thêm chúng ta bật to ấy, thì cảm tưởng như là cái đồ đạc của chúng ta ấy, nó bị uh, lay chuyển nó bị rung theo cái nhịp điệu của âm thanh đặc biệt là những cái bác nào mà sử dụng những cái nhà mà nhà máy tôn ấy, nhà máy tôn mà sử dụng mà uh, bật to lên thì các bác có tưởng như cái máy tôn nó, nó cái nó phành, phành 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 theo cái nhịp điệu của cái áp lực của cái loa bát thì các bác biết được là cái áp lực của cái loa bát là rất là ác luôn Đấy, và tiếng nó rất là hay rất là sâu các bác nhé đấy, thì đấy thì em chỉ giới thiệu sơ qua là như vậy thôi còn các bác là quan tâm sâu hơn quan tâm kỹ hơn thì các bác sẽ ấn đăng ký kênh cũng như là theo dõi những cái video ở bên em thì có rất nhiều những cái video giới thiệu rất là sâu rất là chi tiết về cái dòng sản phẩm này và hôm nay là ngày 26 tháng 11 các bác nhé 26 tháng 11 đây là một cái phiên bản mới nhất đây là một cái phiên bản mới nhất của thương hiệu GD Audio Vẫn là bát 30, súp điện bát 30 Nhưng mà đây là phiên bản mới nhất các bác nhé Với cái kiểu dáng được nâng cấp về phần bát loa cũng như là một số những chi tiết nữa thì đó, đây là phiên bản nâng cấp mới nhất của GD Audio súp điện BAT30. À, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và để liên hệ với bên, bên em thì các bác sẽ liên hệ với bên, bên em qua số điện thoại là 0988646683. Và về giá thành của con này thì thưa các bác là giá thành của sản phẩm thì nó sẽ thay đổi theo thời gian. Và giá hiện tại hôm nay em xuất bán cho khách hàng đó là hơn 3 triệu các bác nhé hơn 3 triệu và tùy từng thời điểm thì giá thành nó thể lên hoặc xuống thì để các bác muốn biết một cái giá thành hợp lý nhất, giá thành ok nhất và giá thành chính xác nhất thì các bác sẽ liên hệ với bên, bên em qua số điện thoại đấy ạ. 0988646683 thì bên em sẽ đưa cho các bác một cái giá hợp lý nhất, giá ok nhất các bác nhé Và giá hiện tại em nhắc lại là rơi vào tầm khoảng 3 triệu 6 các bác nhé Giá hiện tại hôm nay là rơi vào tầm khoảng 3 triệu 6 Đấy còn có giá nó có thể là tăng hoặc là giảm Và có sẽ có những cái ngày ưu đãi riêng cho các bác Thì các bác muốn mà có cái giá ok nhất thì các bác sẽ liên hệ trực tiếp với bên em các bác nhé à Cảm ơn các bác, em xin chào các bác Và trong các quá trình mà theo dõi video này thì ở dưới phần video có cái nút đăng ký màu đỏ à, cái, Phần phía dưới video này thì có cái nút đăng ký màu đỏ và cái nút chia sẻ Thì các bác sẽ hộ em một việc là các bác sẽ ấn vào phần đăng ký và các bác sẽ ấn vào phần chia sẻ để chia sẻ video cái việc đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video thì nó không mất cái chi phí gì của các bác mà khi mà các bác ấn đăng ký cũng như là chia sẻ thì là các bác đã yêu ký kênh của em các bác đã ủng hộ em thì em rất là cảm ơn các bác và em xin chào các bác ạ đây thì đơn hàng này thì cũng đây là cũng đang nhờ bác grab này chuyển đi cho khách hàng các bác nhé à, thì khách hàng này thì cái đơn này ở bên ở đâu nhỉ Uh, thường tín thường tín thì bên em sẽ nhờ bên uh, đơn vị grab thì chuyển cho khách hàng để khách hàng nhận được sớm hơn và sử dụng uh, luôn các bác nhé cảm ơn các bác em xin chào các bác ạ. Và với cái dòng sản phẩm này thì bên em sẽ tặng kèm cho các bác là cái dây uh, tín hiệu ba uh, 3 m, 3 m đến 5 m tùy vào các bác là khi mà các bác mua các bác bảo tôi cần cái dây dài 5 m thì em sẽ tặng kèm các bác là dây dài 5 m hoặc là các bác chỉ bảo là cần dây 2 m hay là 3 m thôi thì tùy vào các bác. Đấy thì các bác sẽ lấy cái dây cho nó hợp lý nhất để chúng ta đỡ là dây nó lòng thòng Đây ví dụ khách hàng hôm nay thì em sẽ đưa tặng kèm bác ấy là một cái dây uh, AV 3 m. Uh, dây này dây dẻo hàng tốt chỉ có trò Choi Sen các bác nhé. Đó. À, cảm ơn các bác em xin chào các bác ạ